các bạn, sách là một tri thức của nhân loại, là một kho tàng văn hóa để cho con người hiểu biết sâu rộng lên về xã hội, về lịch sử, về tất cả mọi thứ diễn ra trên thế giới này. Nếu chúng ta chịu khó học và chúng ta chịu khó đọc, chúng ta chịu khó tìm hiểu và đến với cuộc thi sách giới thiệu sách năm 2021, tôi đoàn viên của chi đoàn tham hiệu gần trung úy Nguyễn Đình Cung xin giới thiệu với tất cả các bạn cuốn sách nói về Bắc Giang, những chặng đường lịch sử do nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản. Và trong cuốn sách này có nói lên những chặng đường lịch sử mà tỉnh Bắc Giang đã trải qua từ trước đến nay, có rất nhiều những chặng đường, rất nhiều những danh nhân văn hóa và rất nhiều những cột mốc lịch sử của những địa phương, của những người nổi tiếng, của những chiến thắng lừng lẫy trước các thế lực thù địch và giặc ngoại xâm. Và sau đây tôi xin tóm tắt qua một số nội dung chính về cuốn sách này, các bạn tìm hiểu, các bạn cùng tôi nghiên cứu để có những cái nhìn, có những cái hiểu biết nhất định về tình hình con người của Bắc Giang và lịch sử truyền thống văn hóa của Bắc Giang. Bắc Giang do quyển sách này đã cung cấp rất chính xác và đầy đủ. Bắc Giang là một vùng đất có bề dày lịch sử kể từ khi thục phán sáng lập nước Âu Lạc, kế tục nước Văn Lang của các vua Hùng. Bắc Giang đã xuất hiện trên bản đồ đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Tỉnh Bắc Giang ngày nay có nhiều tên gọi và quy mô địa giới hành chính khác nhau, trải qua các biến cố và thăng trầm của lịch sử, con người trên mảnh đất này đều thể hiện phẩm chất tài hoa, thông minh mà vẫn khiêm nhường lịch lãm. Bắc Giang là nơi sản sinh ra nhân tài gồm đủ văn võ ngoại giao, sử sách ghi đá còn ghi truyền những văn nhân võ tướng Bắc Giang có công, có vua nước là Tên Dậu, lời Nguyễn Trãi là một trong tứ trấn trọng yếu của đất nước. Chính vì vậy, miền đất này là nơi ngăn chặn và chiến trường của các cuộc chiến đấu của quân và dân nước ta chống lại những cuộc xâm lăng của triều đại phong kiến phương Bắc. Các địa danh phòng tuyến sông Cầu của quân dân nhà Lý chống quân Tống, Nội Bàn Sa Lý của quân dân nhà Trần chống quân Nguyên Mông, Cần Trạng Xương Giang của quân dân là Lê chống nhà Lê chống quân Minh đã chôn vùi mộng xâm lăng của các đội quân xâm lược mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm oanh liệt của dân tộc. Từ giữa thế kỷ 19, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, bọn vua quan nhà Nguyễn ươn hèn đầu hàng dâng nước ta cho thực dân Pháp. Nước mất nhưng dân Bắc Giang không đầu hàng địch. Nhiều cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra chống lại thực dân Pháp xâm lược, mà điển hình nhất, tập trung nhất là cuộc khởi nghĩa của người anh hùng áo vải Hoàng Ma Thám ở Yên Thế, kéo dài hơn 30 năm. Sau thất bại của khởi nghĩa Yên Thế, phong trào đấu tranh nhân dân Bắc Giang chống ách thống trị của thực dân Pháp có lúc âm mỉ, có lúc bùng lên, tập hợp xung quanh tổ chức Việt Nam Dân Quốc của Nguyễn Khắc Nhu, rồi Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học. Lúc này anh sáng chủ nghĩa Mác Lênin do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tức Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền về đã xuyên qua những lớp mây mù dậy tới Bắc Giang. Tại thị xã Phủ Lạng Thương đã có những thanh niên tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin khá sớm,
và tại Thùng Đấu, thị trấn Phủ Lãng Thương, chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên của tỉnh ra đời. Sau một thời gian bài trào phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã lan rộng và phát triển mạnh mẽ ra nhiều địa phương trong nước và trong tỉnh. Đến những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ này, ở Bắc Giang, khu an toàn ATK của Trung ương Đảng trên đất Hiệp Hòa, Phú Bình, Phú Yên đã được thành lập là trung tâm phong trào cách mạng của tỉnh, là sự tin tưởng của Trung ương Đảng đối với Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, quân và dân Bắc Giang đã góp phần vào việc đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, chấm dứt chế độ phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tổ quốc. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi, dân tộc đã phải tiến hành hai cuộc kháng chiến xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài suốt 30 năm. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, miền Bắc đã được giải phóng thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975. Nước nhà được độc lập thống nhất. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bắc Giang đều góp phần tích cực và thắng lợi chung của đất nước. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện cho miền Nam, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, Bắc Giang đã lập được nhiều chiến công và thành tích to lớn. Bước vào thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bắc Giang đang cố gắng vươn lên để xứng với truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, bước đầu đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi. Bắc Giang như chặng đường lịch sử là cuốn sách nhằm ghi lại những nội dung khái quát nhất về lịch sử truyền thống của địa phương trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nét đậm nhất là và tiêu biểu nhất là thời kỳ từ khi có Đảng lãnh đạo cho đến nay. Tập sách này sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu thêm về tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và giới thiệu một số những hình ảnh và chiến công của tỉnh Bắc Giang, và giới thiệu thêm một số những di tích, những gắn liền với những cột mốc lịch sử đó để chúng ta hiểu hơn và hiểu rõ hơn về con người Bắc Giang và những địa danh nổi tiếng của Bắc Giang trên đất nước. Kính mời quý vị và các bạn có thời gian hãy cùng chúng tôi đi thăm những di tích lịch sử đó, và chúng tôi rất vui lòng và hân hạnh được giới thiệu cho các đồng chí, cho quý vị và các bạn những gì mà kiến thức chúng tôi đã có từ những cuốn sách này và những cuốn sách khác về lịch sử và của Bắc Giang. Tôi xin hết và xin chân thành cảm ơn.